những khu phố đông nghẹt người vô gia cư ở Bắc Cali. Cùng mình đi thực tế vào đây và tìm hiểu vì sao nước Mỹ lại có nhiều người vô gia cư đến vậy. Đi trên xe thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là sợ luôn. Tại vì có quá đông người vô gia cư đi. Và đường phố ở đây thì nó... Xin chào các bạn, hiện giờ là mình đang ở thành phố San Francisco. Thì hôm nay mình muốn dẫn các bạn đi đến cái khu mà có đông người vô gia cư nhất ở thành phố này. Thì như các bạn biết rồi đó, ở tiểu bang California, đặc biệt là khu vực vùng vịnh San Francisco, thì cái tình trạng người vô gia cư gọi là lên đến tình trạng báo động luôn. Và giống như là thành phố, chính quyền thành phố rồi chính quyền tiểu bang cũng không có gọi là cái biện pháp gì mà có thể giải quyết được cái tình trạng này. Thì hôm nay mình muốn dẫn các bạn đi để gọi là tận mắt chứng kiến xem như thế nào. Đây, mình xoay ra các bạn xem này. Ngay kế bên mình đây này là có rất nhiều người vô gia cư. Từ đường cao tốc quẹo vào khu trung tâm thành phố thì mình bắt gặp ngay một con đường có rất nhiều túp lều lụp sụp của người vô gia cư. Đường này là đường số 13, chạy dọc ngay dưới một đường cao tốc ở phía trên nên có cảm giác giống như một cái gầm cầu. Nơi đây đúng là một nơi lý tưởng để những người vô gia cư có thể dựng lều để ở. Có thể là loại lều dùng để đi camping hoặc chỉ là vài miếng vải dù chống nước được lập lên thành một cái lều. Dưới này thì ít nhất cũng trú được mưa, nhưng mà vào trời mùa đông thì cũng rất là lạnh. Không phải ai cũng may mắn có căn lều tạm bợ để chui ra chui vào đâu, mà có khi là nằm thẳng trên đường xá đông xe cộ đi lại như vậy nè. Sáng nay mình lái xe lên San Francisco thì không may lại gặp trời mưa, bầu trời xám xịt kéo theo cả thành phố nhìn cũng một màu buồn. Khu vực tập trung đông người vô gia cư nhất ở đây chính là khu vực Tenderloin. Điều ngạc nhiên ở đây chính là Tenderloin chỉ cách khu vực trung tâm mua sắm sang trọng và những cái tòa nhà cao ốc chọc trời chỉ chừng vài phút đi bộ mà thôi. Đây cũng chính là nơi mà có Little Saigon, hay còn gọi là Sài Gòn nhỏ, nơi tập trung rất nhiều hàng quán ăn và cửa hàng của người Việt ở đây. Cái này là cái khu phố Việt Nam đó các bạn, khu phố người ta gọi là Little Saigon nha. Có nhiều bạn nói mình là Little Saigon là chỉ có ở dưới Nam Cali, nhưng mà ở San Francisco thì người ta cũng gọi cái khu này, đặt tên khu này là khu Little Saigon luôn. Có rất nhiều các hàng quán ăn nha, Hà Nam Ninh, Hải Ký Mì Gia nè. Và khu này là cũng tập trung rất là nhiều người vô gia cư. Con phố ở đây thì nhìn cũng sập sệ các bạn thấy không? Những hàng quán ăn ở đây thì họ đều có cửa sắt ở bên ngoài hết á. Lái xe chạy dọc những con phố ở đây thì hình ảnh mình thấy nhiều nhất có lẽ là người vô gia cư. Có thể là đi một mình này, hoặc là tụ tập thành từng nhóm một. Trong khi California đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, thì Cali cũng là một nơi cư trú của một nửa dân số vô gia cư không nương tựa ở Hoa Kỳ, với một phần đáng kể là tập trung rất lớn ở vùng vịnh San Francisco. Những con phố cũ, nhỏ, sập sệ, có chút tối tăm làm cho những người không phải là cư dân của thành phố San Francisco như mình có chút ái ngại. Có lẽ là quá nhiều người vô gia cư tập trung đến đây nên họ không thể phát triển được cái khu này. Ngay cả người dân sống ở thành phố này cũng hạn chế đến đây nếu không có việc gì. Chỉ có những người dân sống và làm việc ngay tại khu phố này thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác, và có lẽ là họ cũng đã quá quen với cảnh này. Vì nằm ngay ở gần trung tâm của San Francisco nên nơi đây cũng tập trung rất là nhiều khách sạn, nhà nghỉ, những cửa hàng kinh doanh ở đây. Nhưng mà mình nghĩ với tình trạng người vô gia cư tràn trên phố như thế này thì cũng khó mà hoạt động tốt được. Cái khu này là ngay cái khu police station, sở cảnh sát luôn nè các bạn. Ở khu Tenderloin, rất nhiều xe cảnh sát ở phía trước nè các bạn thấy không? Còn ngay cái chỗ ngã ba này thì cũng có rất nhiều người vô gia cư họ ở trên này ha. Cuộc sống thì vẫn diễn ra bình thường thôi. Những cái người dân ở khu này thì mình nghĩ là chắc là họ cũng làm quen với cái việc này rồi. Điều mình thấy hơi lạ là không thấy nhiều lều của người vô gia cư ở trên đường. Có lẽ là họ nằm ngủ ở những cái chỗ khác, hoặc là trong những cái shelter, tức là những cái nhà tạm thời do thành phố hoặc là những cái tổ chức phi lợi nhuận cung cấp.
Và buổi sáng thì họ lại tụ tập ra những cái con đường này. Cách đây một thời gian mình có xem được một cái mẩu tin về một cái khu chung cư cao cấp ở thành phố San Francisco bị bao chung quanh bởi người vô gia cư. Một căn hộ, hai phòng ngủ ở đây thì có giá là khoảng $1,000,000 trở lên. Nhưng mà từ trên khu chung cư nhìn xuống dưới đường là cái cảnh như vậy nè. Cư dân ở đây thì họ chứng kiến rất nhiều những cảnh bạo lực đánh nhau, say xỉn phê thuốc từ những người vô gia cư. Họ đã nhiều lần gọi cảnh sát để dọn dẹp khu này nhưng mà chỉ được chừng 1-2 hôm, sau đó thì đâu lại vào đó. Hôm nay thì mình cũng lái xe đến thử khu này xem tình hình như thế nào. Và đây là con đường đó này các bạn, đường Willow Street là cái nơi mà có mật độ dày đặc những cái túp lều của người vô gia cư. Đi vào khu này rồi thì mình mới hiểu là những cái con đường, những cái ngõ hẻm như thế này chính là cái nơi lý tưởng nhất cho người vô gia cư lập trại, lập địa bàn của họ. Và chỉ cần đi một chút xíu thôi là ra đường lớn. Thế nên là hồi nãy khi mà mình đi trên khúc đường chính thì mình đã không thấy lều của họ. Là cái khu vực mà đông người vô gia cư nhất luôn các bạn ạ. Đi qua những cái dãy phố, cho dù là mình, mặc dù là mình đi trên xe thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là sợ luôn. Tại vì có quá đông người vô gia cư đi. Và đường phố ở đây thì nó cũng nhỏ nhỏ và gọi là có nhiều cái hình vẽ vằn vẹ nhìn cũng khá là sợ đó các bạn ạ. Nhìn cảnh những con phố như này, nếu bạn là khách du lịch thì bạn có dám đến đây đi bộ không? Mình thì đã từng một lần đi bộ trên những con phố này cách đây đúng vài tháng. Nói cho đúng thì lần đó phải gọi là điếc không sợ súng. Chỉ là một lần tình cờ lên trung tâm San Francisco để đi chơi và mua sắm. Và sau đó thì mình quyết định là đi bộ ra quán Việt Nam để ăn phở. Và mình đã không biết được rằng để đến quán phở đó thì phải băng qua những con đường toàn những người vô gia cư như thế này. Vì mình thì thực sự cũng không rành ở San Francisco lắm. Bên mình đang trên đường đến khu Little Sài Gòn đó các bạn. Đi qua cái khu này quá trời người vô gia cư luôn này. Đây các bạn thấy người ta đang xếp hàng bên kia không biết làm gì nữa. Đây các cái lều vô gia cư quá trời luôn. Ai ơi, thực sự đi mấy con phố này thì cũng sợ sợ các bạn. Không ngờ là đi qua nhiều khu này như vậy. Hơi bị yếu tim khi đi qua khu hồi nãy. Ngửi mùi cần rất là nhiều. Mùi cỏ đó các bạn. Mấy người vô gia cư họ hút cỏ rất là nhiều luôn. Mà khu phố phải nhìn rất là sập sệ. Lần đó thực sự là được mở mắt ra để nhìn tận mắt thật gần cuộc sống của người vô gia cư. Có những đoạn đường đi thực sự bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn cảm thấy sợ. Và mình đã không dám bỏ máy ra quay. Và vẫn phải đi tiếp vì đang ở giữa đường, lùi lại cũng không được. Cũng may là mình đã đến được quán phở an toàn và được thưởng thức tô phở nóng hổi mà chân vẫn còn run cầm cập. Thật khó để biết chính xác có bao nhiêu người vô gia cư ở thành phố này nữa. Mỗi nguồn lại có một cái con số khác nhau. Vì người vô gia cư thường thì họ sẽ di chuyển khắp nơi trên thành phố. Bị đuổi chỗ nào thì họ sẽ dọn đi chỗ khác đến khi tìm được chỗ an toàn phù hợp hơn. Trong một số liệu thống kê chính thức từ chính quyền của thành phố San Francisco thì vào năm 2021, thành phố có khoảng gần 19.000 người bị rơi vào cảnh vô gia cư. Trong đó thì khoảng 46% số này có vấn đề về bệnh tâm lý thần kinh hoặc là sử dụng chất gây nghiện. Những cảnh người la hét, cười nói một mình trên đường hay là phê thuốc là chuyện diễn ra hàng ngày ở đây. Khi lái xe qua một số con đường, mình cũng nhìn thấy những cảnh buôn bán ma túy, chất gây nghiện diễn ra khá công khai trên đường nữa. Dường như một số chính sách của chính quyền thành phố có vẻ như không hiệu quả và còn tiếp tay cho tệ nạn gia tăng, như là việc cho tiền người vô gia cư, nhất là khi những người nghiện ngập sẽ dùng số tiền này để làm giàu cho những tên trùm buôn bán ma túy. Chính quyền thành phố San Francisco đã cho cái người vô gia cư cũng khá là nhiều tiền, thậm chí là cả $1,000 một tháng luôn nha. When you said that San Francisco pays people to be homeless, what did you mean by that? You mean that literally? Yeah. I mean, I get $620 a month, dude.
From general assistance, or would you? How was that hard to get? Phone call, bro. Phone call. 200 food stamps and $620 cash a month. Wow. Forget about it. Why wouldn't I do it? Có cái cô hay là cái bà kia không biết có phải là người vô gia cư không nhỉ? Nhưng mà chắc là đúng rồi á, vì thấy kéo quá trời đồ đi mà. Chắc họ cũng hay phải đi di chuyển kiếm nơi sống á. Nhìn tội ghê luôn. Trong rất nhiều những video mình làm về cuộc sống Mỹ, có nhiều bạn hỏi cho phần bình luận là tại sao nước Mỹ giàu như vậy mà vẫn có rất nhiều người vô gia cư, nguyên nhân là đâu, rồi yêu cầu mình đi qua người vô gia cư. Vấn nạn người vô gia cư thực sự là không phải là một vấn đề đơn giản, vì nếu đơn giản thì chắc chắn là chính quyền nước Mỹ, tiểu bang và địa phương họ cũng đã giải quyết được rồi và đã không trở thành một cái vấn nạn như hiện nay. Nói thật thì mình cũng không có đủ trình độ và hiểu biết để có thể giải thích cặn kẽ vấn đề này, chỉ có thể giải thích cho các bạn theo một cách đơn giản nhất như vậy thôi. Không có một cái nguyên nhân cụ thể hay là duy nhất nào dẫn đến tình trạng người vô gia cư ở Mỹ. Có thể là do mất việc, mất nhà, bị nghiện ngập, nhưng sâu xa hơn là sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, những lỗ hổng trong chính sách nhà ở, an sinh xã hội hay là liên quan đến yếu tố chính trị, những cái chính sách kinh tế xã hội mà thực sự rất là phức tạp, đan xen chồng chéo lên nhau. Không thể phủ nhận nước Mỹ là một nơi có rất nhiều cơ hội, nhưng với chi phí cuộc sống đắt đỏ như thế này mà không biết tiết kiệm hay cố gắng làm việc thì một người dân bình thường cũng dễ rơi vào tình trạng vô gia cư liền, đặc biệt là những tiểu bang đắt đỏ như là California và cụ thể là vùng vịnh San Francisco như trong video này. Từ năm 2014 đến năm 2020, số lượng người vô gia cư ở Cali đã tăng lên 42%, trong khi phần còn lại của Hoa Kỳ giảm 9%. Người ta ước tính rằng vào bất kỳ đêm nào ở khu vùng vịnh này sẽ có khoảng 38.000 người không có nhà ở. Chính quyền tiểu bang đã đổ rất nhiều tiền ra với mong muốn là giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Ví dụ như là từ năm 2018 cho đến năm 2020, Cali đã chi 13 tỷ đô thông qua rất nhiều chương trình hỗ trợ. Và vào năm 2021 thì thống đốc bang cũng đã ký một gói dự luật tài trợ trị giá 12 tỷ đô la nữa. Nhưng dường như là không có lời giải nào phù hợp cho bài toán khủng hoảng này. Theo như một số thống kê thì ở khu vùng vịnh Bay Area này có khoảng 1 triệu người nằm trong diện thu nhập rất rất thấp, tức là họ chỉ kiếm được dưới 30% thu nhập trung bình của khu vực. Và họ phải chi trả ít nhất 50-70% thu nhập này cho tiền thuê nhà, chưa kể đến các nhu cầu cơ bản khác như là ăn uống, đi lại và sức khỏe. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ ở đây trung bình là khoảng 2.500 một tháng. Nếu không may có chuyện gì xấu xảy ra như là mất việc, không có khả năng trả tiền nhà thì nguy cơ trở thành người vô gia cư rất là cao. Khi tự nhiên bị đẩy ra ngoài đường thì đó là một cú sốc cực lớn và quan trọng hơn là người ta phải học cách sinh tồn trong môi trường rình rập những hiểm nguy để tồn tại. Có nhiều người đã tận dụng được những chương trình hỗ trợ của chính phủ như các dịch vụ và nhà ở tạm thời cho người vô gia cư, xin việc làm và dần tìm cách để quay trở lại cuộc sống bình thường. Còn có những người vô gia cư kinh niên sống trên đường phố 1 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm. Khi càng ở ngoài lâu thì nguy cơ mắc bệnh tật hoặc là tổn thương tâm lý và xu hướng sử dụng chất kích thích càng cao. Ước tính có khoảng 35% người vô gia cư ở San Francisco là người vô gia cư kinh niên. Con số này cao hơn 10% so với các vùng khác trên nước Mỹ. Họ thường có vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như là tâm thần hoặc là nghiện ngập, tạo ra những rào cản khó khăn để quay trở lại cuộc sống bình thường. Phần lớn họ thích cuộc sống tự do ở ngoài đường hơn là bị gò bó trong những khu nhà ở tạm thời, vì ở đó họ phải theo những cái quy định riêng. Có một bộ phim mình rất thích và xem đi xem lại nhiều lần, đó là phim Pursuit of Happiness. Không biết là các bạn nào đã xem qua chưa? Nhân vật chính là Chris, là một người bán hàng không may rơi vào tình cảnh vô gia cư cùng với đứa con nhỏ của mình. Nhưng mà trên hết thì anh đã làm mọi cách để có thể vượt qua hoàn cảnh của mình và sau này đã trở thành triệu phú. Và đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của ông Chris luôn đó các bạn. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right. Trên đời này chẳng ai muốn trở thành người vô gia cư, không nhà, không cửa, không chốn nương thân, suốt ngày bị xua đuổi. Nhưng một khi mà không may rơi vào tình cảnh này rồi thì cũng rất khó để thoát ra. Có những hoàn cảnh rất đáng thương, không may mắn và cũng có nhiều trường hợp là do lựa chọn của họ là như thế, vì lười lao động,
sa vào tệ nạn rồi cuộc sống cứ trượt dài, bất cần đời, sống tự do tự tại trên đường phố. Muốn thoát khỏi cái tình trạng này thì nó đòi hỏi con người ta phải cố gắng và có nghị lực phi thường mà không phải ai cũng làm được. Dù có nhiều chính sách hỗ trợ người vô gia cư khác nhau, nhưng nếu gốc rễ của vấn đề không được giải quyết và nếu con người không có ý chí muốn thay đổi thì cũng khó để chấm dứt được tình trạng này. Thời gian vô gia cư càng lâu thì khả năng bị ảnh hưởng các vấn đề về sức khỏe và thần kinh cũng càng nhiều, làm giảm con đường quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye!